Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của em nha. Đây là iPhone 6s Plus chạy cái phiên bản 15.8.3, phiên bản mới nhất dành cho dòng iPhone 6s và dòng iPhone 7 nha. Video chia sẻ này em sẽ hướng dẫn cho anh chị các bạn cách jailbreak bằng công cụ Neko jailbreak và root full. Thì để cài đặt, mình nên cài đặt cái tron trước bằng cái công cụ tron installer x này. Thì cái cách cài cái này thì mình có thể sử dụng cái power tool để mình cài vào cũng được ha. Thì link hướng dẫn em sẽ cung cấp dưới phần mô tả. Khi mình cài đặt xong thì mình sẽ cài đặt tron store. Rồi bây giờ có tron store rồi thì anh chị và các bạn có thể tải giúp em ba cái file này, đó là Neko jailbreak rootful, Neko Loader và một cái file cda.dev nếu mà anh chị muốn cài đặt cda ha. Thì bây giờ em sẽ cài đặt cái Neko jailbreak rootful này thông qua cái tron. Rồi ok, xong khi mà cài đặt xong cái này rồi thì tiếp theo mình cài luôn cái Neko Loader ha, để mình khi mà jailbreak rootful xong á thì mình có thể cài đặt cái cleo. Nó ghét xì đều về. Ok, đây á, máy hoàn toàn chưa có jailbreak gì hết ha. Bây giờ mình sẽ mở cái Neko GV lên. Rồi thì để cái này là nếu mà anh chị không có setup thì nó mặc định là rootless, còn nếu mà root full thì mình sẽ vào trong cái mục setting, mình sẽ bật cái tính năng root full lên. Đây là root full, bật nó lên, sau đó mình quay về và sau đó mình sẽ chọn lên cái chữ jailbreak. Rồi ở đây thì mình sẽ thấy nó hiện lên cleo hoặc là jailbra thì mình sẽ chọn cleo. Anh chị muốn sử dụng jailbra thì cứ chọn jailbra ha. Rồi bây giờ đợi cho nó thực hiện quá trình jailbreak ha. Quá trình này nó sẽ mất một khoảng thời gian thì anh chị cứ đợi cho nó jailbreak thôi. Xong thì mình sẽ thực hiện cái bước tiếp theo. Nếu mà nó chạy như vậy hoài á và nó không có jailbreak được thì mình cứ đóng nó đi ha, rồi mình sẽ mở lại, sau đó mình kiểm tra lại, mình sẽ jailbreak lại nó. Ok, nó vẫn quay thì mình nên tiến hành khởi động lại nó một lần. Rồi bây giờ khi mà khởi động lại rồi thì mở lại cái Neko lại, kiểm tra lại, chọn lên root full và sau đó mình sẽ bấm jailbreak. Rồi nó sẽ chạy ha, bây giờ mình sẽ đợi cho nó chạy thôi. Ở đây thì mình sẽ nhập ở trên 1 và dưới 1 ha. Rồi bấm set. Ok,
Ok, quá trình direct đã xong. Bây giờ mình sẽ check lại thử direct prompt. Bây giờ mình sẽ mở cái Neko Loader lên. Đây, khi mà direct xong thì nó chưa có CLL gì hết ha. Mình sẽ mở cái Neko Loader lên. Thì mình sẽ thấy ở trên đây nè, nó có dòng chữ nè: bootstrapping, do not close the app unit finish, nghĩa là không được cái tắt cái app này trước khi quá trình cài đặt nó hoàn thành á. Mình sẽ đợi nó cài đặt ha. Rồi, tới bước này thì mình vẫn nhập ở trên một dưới một giống như lúc nãy nha. Bấm set. Ok, khi mà nó cài đặt xong rồi thì mình sẽ thấy cái CLL nằm ở đây. Thì mình sẽ mở CLL lên, xem như là quá trình direct nó hoàn thành. Ok, chọn upgrade. Có thì mình cứ upgrade ha, để nó hỗ trợ fix những cái lỗi mà thường diễn ra trong quá trình mình sử dụng CLL á. Rồi, sau khi cập nhật xong rồi, coi như là xong ha. Ok, bây giờ tiếp theo thì mình có thể cài đặt cái CDA, cái file dev của CDA. Rồi, ở đây này, mình sẽ chọn lên cái file dev này. Sau đó mình sẽ chia sẻ nó qua CLL. Rồi, nè, CDA installer get, chọn lên cái mục danh sách lợi, cài nó. Rồi, xong ha. Rồi, thoát ra màn hình chính. Thì đây mình thấy có CLL nè. Mở nó lên. Rồi, cái này thì nó giống như là một cái stick ở trên cái CLL thôi. Cái CDA này nè. Thì nếu mà dùng thì mình nên dùng CLL ha. Tại vì cái CDA này nó cũ rất là lâu rồi. Cài vào thì chơi cho vui thôi. Chứ nếu mà thật sự mà dùng á, thì mình nên dùng CLL thì nó ok, ổn định hơn CDA rất là nhiều lần. Ok, video hướng dẫn direct cái con iPhone 6S, 6S Plus, iPhone 7, 7 Plus chạy phiên bản iOS 15.8.3 của em đến đây là tạm dừng ha. Thì nếu anh chị và các bạn nào thấy video này hay, hữu ích, thể like, subscribe, share, ủng hộ kênh YouTube giúp em nhé. Rồi, link của các ứng dụng này thì em sẽ cung cấp dưới phần mô tả ha. Rồi, cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.